Đã có lúc ta đã sợ hãi, ta đã rất run rẩy, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi, ta đã không thể bay. Rồi nhiều đêm dài ta đã thức trắng căm thù cái thật đã hại ta, và ta mạnh mẽ ra, ta đã học cách vượt lên gian khó. Đi ra cho ta, chớ có lượn lờ, chấm mắt mà xem nè, chính là ta người nắm thế cờ. Chẳng phải khi Dương Mi đã làm tổn thương ta ra xa, chẳng phải nghĩ ta gục ngã, hay nghĩ ta buông xuôi rồi chết. Không đâu anh ơi, thì ta sẽ sân số. Chỉ cần là ta biết rất cần ghét, ta biết ta sẽ sân số. Ta còn cả tương lai phía trước ta, mình còn cả tình yêu thương, và ta sẽ sân số. Anh sẽ sân số, ta sẽ sân số, mình cùng sân số. Ta là kẻ sân số. Ta có con mắt rất là tinh thần, chim con mắt và ăn đúng rồi đây. Mày nghĩ mày đã sống tốt hết, ta không sống dài hơn mày nhiều. Nhớ xem cho mày ngồi vì ta đã càng giống nhiều như mơ. Mày chưa từng thấy chú vẹt có chó, nó nhảy đuôi theo loại từ trong rừng rồi đang có tiền hip hop. Xem ta làm được gì, không cần xử lý âm thanh. Nói gì? Sao làm được hay vậy? Nếu mày cố để mà hại ta, ta sẽ cho mày dở mộng. Mày cố cắt lời ta, nói ta chẳng để nói lòng. Đánh bóng bàn hơn ta mới là người giữ bóng. Đến trên cuộc tập ta đã sẵn sàng lên ngôi. Một điều ta biết, ta sẽ sống sót. Ta sẽ sống sót. Rio 2 Megastar hân hạnh phát hành tháng 4 này.